Rồi chào mọi người. Rồi hôm nay giới thiệu cho mọi người thêm một cái súng mà bắn keo của hãng Toto á. Thì cái súng này có hai chức năng, vừa bắn keo silicon á, chai silicon, hoặc là chúng ta đổ keo trực tiếp và chúng ta xài. À thì nó cũng giống như thằng của hãng Tonsen vậy đó. Nhưng mà này nó rẻ hơn Tonsen chút. Thì để giới thiệu ha. Thì thiết kế ống này là bằng nhôm. À đây hãng Toto, hàng công nghiệp. À nhôm aluminium, à, hàng công nghiệp đó. Thì nó thiết kế chúng ta là cái đầu này, đầu này à, để chúng ta dặn bắt cái này nha. Khi mà chúng ta bấm bắn keo mà keo bịch chúng ta đổ vô đây thì chúng ta bắn nó đầu này vô. Và khi mà nó xài silicon thì chúng ta dùng cái đầu của nó, cái đầu của chai silicon. Thì cái này nó đang gắn đây là gắn keo bịch đây. Khi mình ta xài keo bịch đó, ta đổ keo này này để ta bóp ha. Đó. Này cái này đang xài keo bịch nha. Còn khi mà chúng ta xài cái keo mà silicon á, chúng ta đổi nó lại cái đầu lại. Đổi đầu lại nha. Tại cái đầu này thì nó không thể nó bắn vô cái chai silicon được, mà ta quay cái đầu ngược lại. Dặn ra thôi ha, dễ lắm. Này phải dùng cái khóa là nè. Anh này tôi giới thiệu ha, ổng khỏi đổi, quay đầu ngược qua đây để cái này bóp vô silicon à. Còn cái khớp này thì nó thiết kế này thì tất cả đều bằng cái này thì như nó bằng sắt, nhưng mà cái này thì không phải, cái này như bằng phortimon gì đó à, nhựa cũng không phải luôn à, phortimon đúc đó, cứng nha à, rất là cứng chứ không phải bằng nhựa à, này không bằng nhựa đó, thì ta bóp thôi, nó giống như các silicon khác thôi à. Rất là cứng ha, những cái cụm này rất là cứng, không có gãy đâu mà sợ à, cụm rất là cứng. Và những cái càng này nè, cái càng này rất là cứng, những cái càng này càng chịu lực à, những cái càng này càng chịu lực à, nên nó phải làm dày nữa nó mới chịu lực nổi. Nó quan trọng là cái cụm này à, nó chịu lực, nếu không chịu lực là sẽ bị gãy đi. Còn cái ngàm rất là to. À, rất là to. Rồi cái súng này thì nó có giá là 150.000 ha. Đó ống nguyên bộ đó. Thì mọi người có nhu cầu mua hàng hãy liên hệ số điện thoại trên màn hình nha. Rồi cảm ơn mọi người. Xin chào.